Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay thời tiết Canada cho biết là sẽ có mưa bão rất là lớn vào buổi chiều, cho nên sáng nay Thủy lo đi hái đi đào kiệu rừng để mà về làm gà ác luộc trộn với kiệu rừng và hoa bồ công anh. Thủy lo đi sớm tại vì sợ mưa tới, gió mạnh thì cây rừng ngã đè chết. Nhưng mà bây giờ thì gió đã bắt đầu mạnh rồi, cho nên có thể Thủy chỉ đi hái một ít thôi, đủ để ăn thôi, chứ không dám ở lâu ở trong rừng. Và kiệu rừng thì bây giờ lá đã rụi và kiệu đã bắt đầu có bông. Sở dĩ Thủy không có đào nó sớm hơn là tại vì lúc đó chưa có ra bông, cho nên không có biết cái cây nào có bông để mà tránh nó, để cho cây có bông đặng mà ra hột để bay đi mọc thêm cho bành trướng ra nhiều hơn. Cho nên Thủy đi hái hơi trễ là tại vì lý do đó. Và hôm nay thì trời sắp sửa có mưa to, gió lớn, không biết là sẽ mưa gió mạnh đến đâu, nhưng mà đài thời tiết cảnh báo mọi người nên cẩn thận, cho nên Thủy sẽ cố gắng đào rất là nhanh để mà ra khỏi rừng trước khi mưa gió tới. Nhưng mà bây giờ là cũng bắt đầu sợ rồi, tại vì gió bắt đầu mạnh đó, tại vì gió bắt đầu mạnh đó quý vị. Bây giờ thì mời quý vị đi vào rừng xem kiệu nó đã rụi và Thủy đào một ít nha quý vị. Nếu quý vị thích những cái video như thế này của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Xin cảm ơn quý vị.